Câu hỏi thứ 9 của Huy Trần. Chào chị cho em chút thông tin về nhân vật Trương Vĩnh Ký. Có phải ông này theo Pháp chống lại quyền lợi dân tộc không ạ? Petrus Trương Vĩnh Ký, sinh năm 1837, mất năm 1898, còn có tên là Trương Chánh Ký, hiệu là Sĩ Tài, là một nhà văn, nhà ngôn ngữ, nhà giáo dục học và khảo cứu văn hóa, và cũng là một nhà chính trị của Việt Nam trong thế kỷ 19. Ông là thành viên của hội Savant-Domingue, gồm các nhà khoa học, văn học Pháp, một hội tự lập mang tính giao lưu cá nhân, thành viên là người Pháp. Ông có hơn 100 tác phẩm văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật. Ông là người sáng lập, là tổng biên tập tờ Gia Định, báo viết chữ quốc ngữ đầu tiên. Ông là người tích cực trợ giúp cho thực dân Pháp xâm chiếm và cai trị Việt Nam trong việc đàn áp phong trào Cần Vương. Ông được xếp vào nhóm người Việt cộng tác với thực dân Pháp tiêu biểu trong thế kỷ 19, cùng với vài người khác. Theo nhà sử học Sackler nhận định, Pauper dùng Trương Vĩnh Ký không phải vì tài năng của ông này, cũng không phải vì ông là người Thiên Chúa giáo, mà chỉ vì những công tác đã thể hiện rất được việc, và nhất là sự trung thành kiên định của Trương đối với nước Pháp. Còn Piers Wiedler thì nhận xét, Piers Ký có nhiệm vụ thuyết phục nhà vua và triều đình hợp tác một cách thẳng thắn và trung thành với Pháp. Piers Ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cực kỳ tinh tế này, và hòa bình yên ổn được thiết lập ở An Nam trong vòng 60 năm. Ngày nay, nhiều nhà duy tân đang mượn Mỹ từ nghiên cứu để thổi phồng đóng góp của ông trong lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ, làm giảm nhẹ, thậm chí bỏ qua tội phản bội dân tộc của ông. Có thể đó cũng là một phương pháp của một loại cách mạng chưa định danh.